Mùa giải V-League lần thứ 24 dự kiến diễn ra từ ngày 20 tháng 10 năm 2023 đến 30 tháng 6 năm 2024. Đây là mùa giải bắt đầu một giai đoạn mới của giải bóng đá vô địch quốc gia của Việt Nam, khi chuyển sang thi đấu vắt qua 2 năm theo yêu cầu của AFC. 14 câu lạc bộ đến từ 12 tỉnh thành sẽ tranh tài trên 12 sân vận động ở 26 vòng đấu để tìm ra nhà vô địch của bóng đá Việt Nam. Sau đây là tổng quan về sân nhà của 14 câu lạc bộ tại V-League 2023-2024. Sân vận động Pleiku được xây dựng trước năm 1975, với sức chứa ban đầu chỉ chừng 5.000 khán giả. Năm 2008, sân Pleiku được khởi công và xây dựng lại gần như toàn bộ với tổng kinh phí xây dựng khoảng 60 tỷ đồng. Sân Pleiku chính thức hoạt động trở lại từ tháng 10 năm 2010. Sau cải tạo, sân nhà của Hoàng Anh Gia Lai trở thành sân vận động dành riêng cho bóng đá đầu tiên tại Việt Nam. Toàn bộ khán đài sân Pleiku đã được lắp đặt ghế ngồi, hệ thống mái che vòng quanh sân, và hiện tại toàn bộ sân vận động đang được phủ màu sắc đại diện cho nhà tài trợ của đội bóng phố núi. Sức chứa hiện tại của sân vận động Pleiku là 10.000 khán giả. Hiện tại, mặt cỏ của sân vận động này vẫn là cỏ lá gừng, tuy khá đẹp về mặt cảm quan, nhưng chất lượng chỉ ở mức trung bình. Nếu nhìn từ trên cao có thể nhận thấy phần sân bóng đá không được đặt cân đối giữa khán đài C và D. Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai vẫn duy trì cải tạo sân nhà của mình thường xuyên, nhưng hạng mục được khán giả chờ đợi nhất là mặt cỏ mới thì vẫn chưa có động tĩnh gì. Sân vận động Hà Tĩnh được khởi công xây dựng và hoàn thành vào đầu những năm 90 của thế kỷ trước, với sức chứa ban đầu khoảng 15.000 khán giả. Tháng 2 năm 2019, sân vận động Hà Tĩnh được đầu tư nâng cấp lại gần như toàn bộ với tổng kinh phí hơn 62 tỷ đồng. Dự án chính thức hoàn thành và đưa vào sử dụng vào tháng 7 năm 2019. Thiết kế khán đài sân vận động Hà Tĩnh khá thấp nên ảnh hưởng khá nhiều đến tầm nhìn của khán giả và không thuận lợi cho công tác ghi hình của truyền thông. Với khán đài liền mạch bao quanh sân bóng đá, sức chứa của sân vận động Hà Tĩnh hiện tại khoảng 10.000 khán giả. Phần lớn khán đài vẫn là các bậc bê tông. Đối với các sân vận động chưa được lắp đặt đầy đủ ghế ngồi, thống kê sức chứa chỉ ở mức tương đối. Nếu bạn có nguồn tin uy tín hơn, hãy để lại dưới phần bình luận cho chúng tôi biết nhé. Mặt cỏ sân Hà Tĩnh sử dụng loại cỏ paspalum, loại cỏ được sử dụng phổ biến ở các sân bóng của Thái Lan hiện nay. Những mùa giải gần đây, mặt cỏ này được ban tổ chức V-League đánh giá khá cao. Hiện tại, đây là sân nhà của câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Sân vận động 19 tháng 8 nằm ở trung tâm thành phố Nha Trang, được xây dựng từ năm 1992 với diện tích khoảng 5 hectare, với sức chứa ban đầu là 15.000 khán giả. Sân bóng 31 tuổi này sẽ tiếp tục là sân nhà của câu lạc bộ Khánh Hòa ở mùa giải năm nay. Để mở rộng đường pit của sân, hai bậc khán đài của sân vận động 19 tháng 8 đã bị phá bỏ, làm giảm sức chứa của sân vận động này xuống khoảng 12.000 khán giả như hiện tại. Chỉ phần trung tâm của khán đài A được lắp đặt ghế ngồi và mái che. Mặt cỏ sân 19 tháng 8 có tuổi đời khá lâu, vì vậy nhiều loại cỏ đá mọc hỗn tạp với nhau trên mặt sân này. Chất lượng mặt sân 19 tháng 8 chỉ ở mức chấp nhận được. Sau thời gian bỏ bê chăm sóc, những năm gần đây sân vận động 19 tháng 8 đã được chỉnh trang cải tạo lại một số hạng mục, từ khán đài đến làm mới đường pit. Tuy nhiên, nhiều hạng mục của sân vận động này vẫn đang trong tình trạng xuống cấp hoặc chưa đáp ứng được yêu cầu của VPF. Tỉnh Khánh Hòa đã có dự án cải tạo sân 19 tháng 8 từ đầu năm nay với kinh phí khoảng 37 tỷ đồng. Dự án này sẽ bắt đầu được thực hiện trong thời gian tới bằng việc nâng cấp dàn đèn của sân vận động này. Câu lạc bộ Khánh Hòa đã xin phép VPF không thi đấu sân nhà ở vòng đầu tiên của V-League 2023-2024 để có thêm thời gian hoàn thành cải tạo hạng mục này. Sân vận động Thanh Hóa là sân nhà của hiện tượng mùa giải trước câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa. Sân vận động này có lịch sử từ thời Pháp thuộc, nên còn được biết đến với tên gọi nôm là Kangsitat. Những năm gần đây, sân vận động này đã được đầu tư nâng cấp nhiều hạng mục, bao gồm làm mới mặt cỏ bằng loại cỏ Bermuda đang phổ biến ở các sân bóng V-League. Gần nhất là việc làm mới đường pitch trong thời gian diễn ra V-League 2023. Hiện tại, bộ mặt của sân Thanh Hóa đã được cải thiện hơn rất nhiều so với những mùa giải trước đây. Mặc dù cũng được xem là chảo lửa của bóng đá Việt Nam, nhưng sức chứa của sân thuộc diện quy mô nhỏ ở V-League. Với quỹ đất hạn chế, sân Thanh Hóa chỉ có thiết kế hai khán đài, với đa phần các vị trí ngồi là các bậc bê tông.
Sức chứa hiện tại của sân vận động này khoảng 12.000 khán giả. Đã có nguồn tin cho biết, đội bóng xứ Thanh sẽ tiếp tục quá trình chỉnh trang cải tạo cho sân nhà của mình trong thời gian tới. Trong đó bao gồm việc sẽ lắp đặt toàn bộ ghế ngồi trên khán đài và nâng cấp dàn đèn chiếu sáng. V-League mùa này là mùa giải thứ hai liên tiếp sân vận động Hàng Đẫy đóng vai trò là sân nhà của ba câu lạc bộ bóng đá của thủ đô Hà Nội. Điều đó đồng nghĩa với việc sân bóng khắc khổ này tiếp tục phải gánh số lượng trận đấu gần gấp 3 các sân vận động còn lại. Có lịch sử từ năm 1934, nhưng sân vận động Hàng Đẫy thực sự thành hình khi được khởi công xây dựng lại vào ngày 16 tháng 2 năm 1957 và chính thức khánh thành vào ngày 24 tháng 8 năm 1958. Với diện tích 21.844 m² và khán đài xây theo hình lòng chảo, sân Hàng Đẫy thời điểm ấy có sức chứa khoảng 25.000 khán giả. Sân vận động Hàng Đẫy được bắt đầu cải tạo vào ngày 10 tháng 10 năm 1992 và mở cửa trở lại từ ngày 2 tháng 9 năm 1995. Sức chứa của sân giảm xuống 20.080 ghế ngồi cho đến nay. 2/3 khán đài A được bao phủ bởi mái che. Trong khoảng thời gian từ năm 2000 đến 2006, sân vận động Hàng Đẫy được đổi tên thành sân vận động Hà Nội. Mặt cỏ sân Hàng Đẫy sử dụng cỏ Bermuda, được câu lạc bộ Hà Nội làm mới trong giai đoạn đội bóng này được giao quản lý và vận hành sân vận động từ năm 2017 đến 2021. Sau thời gian sử dụng quá dài, sân Hàng Đẫy đã xuống cấp trầm trọng. Trong đó, tầng 2 của khán đài B đã không còn được sử dụng vì lý do an toàn. Vì vậy, sức chứa thực tế của sân vận động Hàng Đẫy ở thời điểm hiện tại chỉ còn khoảng 14.500 khán giả. Ba đội bóng sẽ sử dụng sân Hàng Đẫy ở mùa giải 2023-2024 là câu lạc bộ Hà Nội, Viettel và đương kim vô địch Công an Hà Nội. Sau 3 năm vắng mặt, sân vận động Tam Kỳ đã trở lại với sân chơi cao nhất của bóng đá Việt Nam sau khi Cửu Vương Quảng Nam giành quyền thăng hạng. Mặc dù vậy, vẫn phải thừa nhận đây là sân bóng có chất lượng kém nhất tại V-League mùa này. Được xây dựng từ năm 1980, sân bóng này đã bị xuống cấp trầm trọng. Hiện tại, khó lòng mà tìm ra được các hạng mục của sân vận động này có thể đáp ứng được yêu cầu từ VPF. Từ bên ngoài vào trong, dễ dàng bắt gặp những hạng mục đã bị hư hỏng rất nhiều. Khán giả đất Quảng chắc chắn là những người cảm nhận rõ điều này. Sức chứa hiện tại của sân vận động Tam Kỳ là 15.000 khán giả, với 80% khán đài đã được lắp đặt ghế ngồi. Nhưng ở thời điểm hiện tại, không phải tất cả số ghế ngồi này còn có thể sử dụng được. Mặt cỏ sân Tam Kỳ là cỏ lá gừng và cũng có tuổi đời ngang với sân vận động này, nên chất lượng cũng chỉ ở mức chấp nhận được. Tỉnh Quảng Nam đã lên kế hoạch cải tạo nâng cấp sân vận động này từ lâu, nhưng sau nhiều năm dự án này vẫn chỉ nằm trên giấy. Trước mùa giải này, đã có thông tin câu lạc bộ Quảng Nam sẽ đăng ký sân vận động Hòa Xuân tại Đà Nẵng làm sân nhà, trong trường hợp sân Tam Kỳ không được VPF đồng ý. Nhưng những thông tin gần đây đã cho biết, sân vận động Tam Kỳ vẫn là sân nhà của Quảng Nam. Tuy nhiên, các trận đấu tại sân vận động này sẽ tạm thời phải đẩy lên khung thời gian 16 giờ, trong thời gian chờ đợi câu lạc bộ Quảng Nam nâng cấp dàn đèn. Được bắt đầu xây dựng từ năm 1973 với sự hỗ trợ của Cộng hòa Liên bang Đức, sân vận động Vinh chính thức hoàn thành vào năm 1974. Nhìn từ trên cao, sân vận động Vinh nằm ở trung tâm của khu vực thành cổ Vinh tại tỉnh Nghệ An. Hình dạng của sân bóng này cũng khá dị. Sân Vinh lần đầu được cải tạo trong giai đoạn từ năm 2000 đến 2003. Và đợt cải tạo gần nhất là vào năm 2021, khi mặt cỏ và dàn đèn của sân vận động này được làm mới với kinh phí 24 tỷ đồng. Mặt cỏ sân Vinh được thay thế bằng loại cỏ Bermuda thịnh hành. Dù còn nhiều khó khăn về kinh phí, mặt cỏ này vẫn được duy trì chăm sóc khá tốt thời gian qua. Khán đài sân Vinh dù mới được cải tạo, nhưng chủ yếu chỉ được cải tạo về vẻ bề ngoài, về cơ bản nó đã xuống cấp khá nhiều. Khán đài A và B đã có ghế ngồi, trong khi khán đài C và D vẫn là các bậc bê tông, cũng mới được cải tạo lại vào năm 2021. Sức chứa hiện tại của sân Vinh vào khoảng 15.000 khán giả. Sân bóng này là sân nhà của đội bóng giàu truyền thống Sông Lam Nghệ An ở mùa giải này. Và tiếp tục là một trong những sân vận động hiếm hoi, xuất hiện đầy đủ ở cả 24 mùa giải bóng đá chuyên nghiệp của Việt Nam. Là một trong những sân vận động lâu đời nhất Việt Nam,
Sân vận động Thống Nhất được khởi công xây dựng từ năm 1929 và chính thức hoàn thành vào ngày 18 tháng 10 năm 1931. Trên khuôn viên gần 40.000 m², với kích thước mặt sân bóng đá là 100m x 68m. Sân vận động này đã trải qua 4 lần cải tạo nâng cấp, trong đó lần gần nhất là vào giai đoạn từ năm 2017 đến 2019. Khi sân vận động này lầm mới một loạt hạng mục như mặt cỏ Bermuda có nguồn gốc từ Thái Lan, nâng cấp dàn đèn lên 1.600 lux cùng với việc lắp đặt ghế ngồi trên toàn bộ khán đài. Sân Thống Nhất cùng với sân Pleiku là hai sân vận động có khán đài đã được lắp đặt ghế ngồi ở mùa giải này. Sức chứa hiện tại của sân vận động Thống Nhất là 15.000 chỗ ngồi. Nhiều năm qua, dù luôn là sân bóng xuất hiện tại V-League, sân Thống Nhất vẫn khá bận rộn với các trận bóng đá phong trào. Vì vậy, mặt cỏ sân Thống Nhất cũng đã bị ảnh hưởng khá nhiều. Đặc biệt, dù mặt cỏ vẫn khá tốt, nhưng hệ thống thoát nước của sân vận động này cần sớm được cải tạo để nâng cao chất lượng mặt sân trong mọi điều kiện thời tiết. Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh là đội bóng sử dụng sân Thống Nhất làm sân nhà ở mùa giải này. Sân vận động Bình Dương mà chúng ta vẫn thường gọi là sân vận động Gò Đậu được bắt đầu xây dựng vào năm 1973 và chính thức khánh thành vào ngày 26 tháng 9 năm 1975. Đây là sân nhà của đội bóng được mệnh danh là Chelsea của Việt Nam, BKMX Bình Dương. Sân vận động Bình Dương đã trải qua một lần cải tạo lớn vào năm 1985 cùng với những đợt cải tạo nhỏ diễn ra trong nhiều năm qua. Sân bóng có thiết kế 4 mặt khán đài đầy đủ này vẫn được biết đến là một trong những sân vận động được chăm chút nhất Việt Nam nhiều năm qua. Dù cơ sở hạ tầng của sân vận động Bình Dương không phải là tốt nhất, hiện đại nhất, nhưng mọi thứ luôn chỉnh chu gọn gàng cho mọi trận đấu bóng đá diễn ra tại đây. Khán đài sân Bình Dương mang hai màu chủ đạo là xanh dương và vàng. Toàn bộ khán đài A và B đã được lắp đặt ghế ngồi, trong khi khán đài C và D, dù chưa có ghế ngồi vẫn luôn sạch sẽ và sáng sủa. Sức chứa hiện tại của sân vận động này là khoảng 15.000 khán giả. Mặt cỏ sân Bình Dương vẫn sử dụng cỏ lá gừng và là mặt sân loại này tốt nhất Việt Nam hiện tại. Nếu tính cả mùa giải bị hủy bỏ vì Covid-19 vào năm 2021, đây là mùa giải thứ tư liên tiếp sân Quy Nhơn trở lại với V-League. Nhưng nó sẽ không còn là sân nhà của Topelon Bình Định, bởi ngay trước mùa giải này đội bóng đất võ đã đổi tên thành Quy Nhơn Bình Định. Sân vận động Quy Nhơn được xây dựng từ năm 1976 và đã trải qua nhiều lần cải tạo, lần gần nhất là vào năm 2021, ngay sau khi bóng đá Bình Định trở lại sân chơi cao nhất của bóng đá Việt Nam. Mặt cỏ được làm mới bằng cỏ Bermuda luôn được chăm sóc tốt và luôn giữ vị trí trong top những mặt sân tốt nhất của V-League những mùa giải gần đây. Dàn đèn được làm mới, ứng dụng công nghệ chiếu sáng LED hiện đại với nhiều ưu điểm giúp gia tăng về hiệu suất ánh sáng nhưng lại giảm thiểu mức tiêu thụ điện năng hơn so với các hệ thống chiếu sáng khác. Khán đài sân Quy Nhơn được bao phủ bởi hai màu cam và xanh lá cây. Phần lớn khán đài vẫn là các bậc ngồi bằng bê tông, trong khi chỉ có khán đài A được trang bị mái che. Sức chứa hiện tại của sân vận động Quy Nhơn khoảng 16.000 khán giả. Một trong những sân vận động tốt nhất V-League hiện nay chính là sân vận động Lạch Tray. Chỉ vài năm trước, ngay cả người hâm mộ bóng đá đất cảng cũng khó mà tưởng tượng ra sự lột xác ngoạn mục của sân vận động này như vậy. Khởi công xây dựng vào năm 1957, sân vận động Lạch Tray chính thức khánh thành vào ngày 1 tháng 1 năm 1958 với những khán đài ban đầu được làm bằng gỗ. Sân bóng này đã trải qua 7 lần cải tạo và nâng cấp, trong đó lần gần nhất là vào năm 2021, cũng là đợt cải tạo lớn nhất giúp sân Lạch Tray có được bộ mặt tuyệt vời như hiện nay. 60 tỷ đồng đã được thành phố Hải Phòng và câu lạc bộ Hải Phòng chi cho việc nâng cấp một loạt hạng mục. Làm mới mặt sân bằng cỏ Bermuda, được chăm sóc cực tốt và hiện là mặt sân tốt nhất tại V-League. Toàn bộ ghế ngồi trên khán đài được thay thế, cùng với việc nâng cấp dàn đèn và các phòng chức năng. Sức chứa hiện tại của sân vận động Lạch Tray khoảng 20.000 khán giả. Khán đài A sân Lạch Tray có thiết kế khá giống sân hàng đẫy, trong khi phần trung tâm khán đài B cũng được trang bị mái che. Nhờ sự lột xác mạnh mẽ, thời gian qua sân bóng này còn được đón các đội tuyển bóng đá quốc gia về tập luyện và thi đấu. Nó cũng đã đạt tiêu chuẩn của AFC để tổ chức các giải đấu của Liên đoàn bóng đá châu Á.
Sân bóng có sức chứa lớn nhất tại V-League mùa này vẫn là sân vận động Thiên Trường. Sân bóng lớn nhất thành Nam này có tiền thân là sân vận động Chùa Cuối được xây dựng từ những năm 70 của thế kỷ trước. Sân vận động Thiên Trường chính thức được khởi công xây dựng lại gần như toàn bộ vào tháng 11 năm 2000 và chính thức khánh thành vào ngày 30 tháng 8 năm 2003. Sân bóng này cũng chính thức mang tên Thiên Trường kể từ đấy. Chi phí xây dựng khoảng 70,5 tỷ đồng. Một điều thú vị là những lần cải tạo đáng chú nhất của sân vận động này đều gắn liền với việc Việt Nam đăng cai SEA Games. Lần gần nhất là vào năm 2021, khi sân bóng này chuẩn bị cho việc đăng cai môn bóng đá nam của SEA Games 31. Mặt cỏ được làm mới bằng cỏ Bermuda, nhưng có khác biệt so với các sân bóng khác tại V-League. Dù được chăm sóc tốt, nhưng chúng tôi không đánh giá cao mặt sân Thiên Trường ở thời điểm hiện tại, khi mặt cỏ khá dễ bị tổn thương sau mỗi pha tranh chấp của các cầu thủ, trong khi đường bóng lăn chưa thực sự mượt mà, bởi nền sân có cảm giác khá yếu, nhất là sau những cơn mưa. Khán đài sân Thiên Trường đã được bổ sung thêm ghế ngồi ở đợt cải tạo gần nhất. Chỉ khán đài A và B được lắp đặt ghế ngồi. Sức chứa hiện tại của sân vận động này khoảng 22.000 khán giả. Đây là sân nhà của câu lạc bộ Thép Xanh Nam Định ở mùa giải này. Thời gian gần đây, sân Thiên Trường đã liên tiếp được chọn để tổ chức các trận đấu giao hữu FIFA Day của đội tuyển Việt Nam. Dù không phải sân nhà chính thức của câu lạc bộ nào tại mùa giải này, nhưng sân Mỹ Đình có thể sẽ xuất hiện ở vòng đấu cuối cùng của V-League 2023-2024 khi các trận đấu diễn ra cùng giờ. Theo kết quả bốc thăm lịch thi đấu của V-League vừa diễn ra, câu lạc bộ Hà Nội hoặc Viettel sẽ phải lựa chọn một sân vận động khác hàng đấy làm sân nhà ở vòng 26. Và nhiều khả năng sân Mỹ Đình sẽ được chọn, tương tự như những gì đã diễn ra ở vòng đấu cuối cùng của V-League 2023 vừa qua.